phân khúc một con máy có hơn một củ một tí ti thôi, củ mốt nhá. Con máy thì thiết kế rất là đẹp, con này là con Sony Xperia XZ1 nhá, cam đẹp này, ngoại hình thì nó chỉ hơi xước nhẹ theo thời gian thôi, viền này rất đẹp luôn, viền thì không có một vết cấn móp nào cả, chỉ hơi xước răn tí ti thôi, chân sạc tai xi nhá, có cả cảm biến vân tay này, nút nguồn là cảm biến vân tay luôn nhá, màn hình đẹp xuất sắc luôn, không một vết xước và không một vết á mố nữa cả, trong veo luôn màn này. Nó chạy rất là mượt nhá. Con này nó chạy con chip Snapdragon 835. RAM của nó là 4GB. Snapdragon rất là mượt. RAM 4GB nhá. Và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB. Đây, bộ nhớ lưu trữ của nó đây. 64GB. Mọi người nhìn này. Chạy này, trượt nó cực kỳ mượt luôn. Rất là mượt nhá. Con này cam cũng đẹp luôn. Cam này trong veo luôn. Cam của Sony thì không có gì để chê rồi. Rồi con này nó có hai loa hai bên nữa nhá, loa kép nghe nhạc thì cực kỳ phê, đây em sẽ vào thử YouTube cho mọi người xem này, nước rất mượt luôn nhá, trượt này cực kỳ mượt luôn này, nước YouTube này ầm 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 luôn, gần như là nó không có độ trễ luôn này, nước YouTube này loa đến đâu là chạy đến đấy luôn, không có gì để chê cả, chạy rất mượt luôn, một củ mốt một con máy rất là mượt mà nhá.